Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn. Như vậy ở những bài giảng trước, các con đã được tìm hiểu về khái niệm số thập phân, cũng đã biết đọc, viết viết và xác định các hàng của số thập phân. Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các con như thế nào là hai số thập phân bằng nhau. Đầu tiên, các con hãy quan sát vào ví dụ. Chúng ta đã biết là 8 dm sẽ bằng 80 cm. Bây giờ, các con hãy dùng số thập phân để chuyển đổi cho cô là 8dm và 80cm sẽ bằng bao nhiêu mét? À đúng rồi, chúng ta sẽ thấy ngay đúng không nào? 8dm chúng ta hoàn toàn có thể viết được là 0,8m. Còn 80cm chúng ta sẽ viết là 0,80m. Ở bên trên... Hai số này bằng nhau, như vậy ta suy ra là hai số 0,8 m và 0,80 m cũng bằng nhau. Chính vì thế ta suy ra được hai số thập phân là 0,8 và 0,80 là bằng nhau. Chú ý vào hai số thập phân này, các con sẽ thấy số 0,80 chính là số 0,8 khi chúng ta viết thêm một chữ số 0 về phía bên phải. Một cách tổng quát, khi cô viết thêm chữ số 0 và phía bên phải của số thập phân thì cô sẽ được một số thập phân bằng nó. Các con hãy nhìn vào nhận xét dưới đây. ở đây cô sẽ có là 0,8 sẽ bằng 0,80 bằng 0,800 bằng 0,8000 vân vân. tương tự như vậy 0,15 sẽ bằng 0,150 và bằng 0,1500. từ đây chúng ta sẽ có nhận xét tổng quát như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ có là nếu như viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì ta sẽ được một số thập phân bằng nó. Các con hãy nhớ thật rõ. Chú ý rằng đối với số tự nhiên thì cô sẽ có số 12 sẽ bằng 12,0 hay bằng 12,00. Số tự nhiên được coi là một số thập phân đặc biệt với phần thập phân là 0. Hoàn toàn tương tự như thế, các con hãy quan sát. Ở đây cô có số 0,3 nghìn thì sẽ bằng số 0,300, bằng số 0,30 và bằng số 0,3. Ở đây chúng ta đã bỏ bớt các chữ số 0 ở tận cùng phía bên phải phần thập phân của các số thập phân. Khi đó ta sẽ được các số thập phân bằng nhau. Hoặc 0,3400 sẽ bằng 0,340 và bằng 0,34 hay là 12,000 sẽ bằng 12,00, bằng 12,0 và bằng 12. Từ đây các con sẽ có nhận xét tổng quát như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ có nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi chúng ta bỏ chữ số 0 đó đi ta sẽ được một số thập phân bằng nó. Như vậy chúng ta đã có hai nhận xét về các số thập phân bằng nhau. Các con hãy nhớ thật kỹ hai nhận xét này. Để rèn luyện thêm các kỹ năng liên quan tới số thập phân bằng nhau, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn. Ở bài giảng này chúng ta đã biết về hai số thập phân bằng nhau rồi. Bài giảng tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cách so sánh các số thập phân. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong bài giảng tiếp theo của olm.vn.